Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay bên em giới thiệu con Yanma US39D, một con xe mang bảng hiệu đấu giá đẹp xuất sắc luôn nha các bác, mới cập bến tại cửa hàng. Đây, US39D mang bảng hiệu đấu giá 1147 nha cả nhà. Đó, bên em đang tiến hành giao xe Shibura D26F cho khách với lại Yanma FX 235 cho khách hàng nha cả nhà. Đó. Máy che có đầy đủ luôn nha các bác, máy che nguyên zin, con xe này đẹp xuất sắc luôn các bác nha. Ồ, cảm ơn nhiều nha. Ừ, chúc về làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Bên chị đâu có thu xe đâu. Ờ, không thu xe, không đổi xe nha. Ờ. Khách hỏi em có thu xe, đổi xe không đó các bác. Dùng thời gian. Bên em không thu xe hàng dân dùng nha bác, cũng như không đổi hàng dân nha cả nhà. Đây nè, xe vừa về là bên em chưa gắn cái dây chằng với đổ vô luôn các bác này. Còn nằm như thế này luôn này. US39D là 39 ngựa nha các bác, full cơ trợ lực lái chạy nhanh. Máy đều là máy vít kim hết. Đó, US39D. Đẹp lắm các bác, con này đẹp tuyệt vời luôn các bác, nhìn ốc này. Bù lon ốc tán này. Nó vàng thế này luôn nha các bác nha. Đó, em soi sát các bác xem này. Cái độ đẹp của con xe này nha các bác. Đó, nhìn chưa? Nhìn nó vip chưa các bác? Quá xuất sắc luôn nha. Cái dòng này thì các bác biết rồi, chạy gọi là chạy sướng luôn các bác. Bây giờ thì giá tiền nó hơi cao hơn các dòng khác. Nhưng mà độ sử dụng của nó là gọi như là rộng luôn các bác. Đẹp lắm, tuyệt vời luôn. 39 ngựa. Đó, bác thêm đùi cầu của nó nè. Vừa nè. Đây chỉ còn mấy cái nắp này thôi bác, cái nắp thôi nha. Thôi em nên rửa bác sạch luôn. Con xe rất là đẹp luôn các bác. Xe này mà cả nhà chê thì cả nhà không tìm được con nào đẹp hơn này nha cả nhà nha. Con xe đẹp thế này thì thôi. Quá vip luôn các bác nha. Con này lớp sau bên em là thay lớp mới rồi các bác. Lớp của Thái Lan này. Otani của Thái Lan. 12.428. Đó, lớp mới rồi thì cả nhà cứ chạy thôi, còn phải lo gì nữa nha. Thôi quả lớp mới thì em soi sơ sơ thôi. Con này đẹp lắm. Lớp trước thì còn tương đối thôi nha cả nhà. Rồi. Lớp trước thì mòn rồi, còn tương đối. Gai thì có răng rồi, răng một tí trên các rãnh gai nè cả nhà này. Đó, lớp cũ thì soi kỹ nha cả nhà. 86. Lớp trước thì nguyên zin nên là nó có hơi xung quanh vành mâm của em nó hơi tăm thôi nha cả nhà nha. Đây. Đó, hơi tăm thôi nha. Lớp cũ thì em soi kỹ một tí cho các bác tham khảo nè. Hơi tâm. Thôi. Đẹp lắm các bác, con xe Yanma US39 ngựa này. Máy che này chạy nhanh full cơ luôn nha các bác nha. Máy nó là máy Bitcoin 4 máy. Xe đẹp lắm. Nè các bác xem. Xe về nguyên sinh luôn. Ngay cái boe gió nè bác này. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn nha các bác. Tốt gà cái đồ gì nè, mới vàng luôn. Vàng ống luôn.
biệt US này các bác phải mò hết nha các bác, mò hết các số luôn. Tay lái trợ lực này, trợ lực ti nha các bác nha, tay lái nó trợ lực ti nên rất là nhẹ nhàng, không có một cái khói luôn đó. Một con xe nguyên bản từ Nhật về, đẹp xuất sắc luôn các bác. Con này đẹp không có chỗ nào chê luôn nha cả nhà nha. Rồi các bác tham quan nó phần động cơ này. Nhìn cái dàn ốc tán của nó này, bác này. Đó, các bác nhìn nha. Dàn ốc tán riêng của nó nè, đẹp cỡ này luôn nè. Thấy chưa? Đẹp cỡ này luôn. Đẹp cỡ này luôn nha các bác. Con này mà chê thì bác không tìm con nào xuất sắc hơn con này luôn các bác nha. Quá đẹp. Yamaha US 39 máy chê. Phụ đề này các bác. Con này đẹp từng chi tiết luôn các bác này. Soi cho bên ngắt cái ngắt cho bác em thấy không? Mấy cái ngắt ở bên em mà không rửa này nè, nên là nó bẩn ở trong phía ngắt thôi. Rửa được phía bên ngoài. Động cơ Yamaha, đặc biệt Yamaha này các bác phải mo hết các số mới nổ nha các bác. Đây 39 ngựa. Đó, đà, máy nó là 4 TMN84 này các bác. 1906 lít. 1906 lít. Đó, bác coi máy nó đẹp không nha. Con này máy đẹp lắm các bác, xe đẹp, máy đẹp luôn. Ôi, một siêu phẩm luôn cả nhà ơi, cả nhà mình nhanh tay chốt con này nè. Em nói thật luôn là những cái con mà đẹp xuất sắc đó các bác à, nó xuất sắc mà về á thì gọi là hàng hiếm nha các bác. Còn xe bình bình về thì khỏi nói rồi, bình bình thì nó nhiều rồi. Còn nếu như một cái dòng hiếm mà về mới là được gọi là xe xuất sắc thì nó lại hiếm nha các bác. Này bét kim luôn các bác nha. Đây bét kim luôn nè. Đó, 4 máy bét kim nha các bác. Các thấy chưa? Đẹp tuyệt vời chưa? Có chỗ này các bác kêu này nổi đâu. Cái thanh cắm nó thôi nè. Còn vàng luôn này nè bác ý nè. Ở này thì còn gì nữa. Không có chỗ nào các bác kêu con này nổi đâu nha. Rồi bên này 4 máy. Các bác nha. Máy móc rồi các bác này, heo bét rồi các bác nhìn nè. Đó, đẹp như thế này luôn các bác. Đó. Bây giờ mà bên em đem rửa lại cho thật sạch sẽ luôn nha các bác nha. Các bác nhìn con này là như mới. Như mới luôn các bác nha. Máy móc của nó đẹp tuyệt vời luôn. Heo cơ luôn nha các bác. Heo cơ luôn, bình nước phụ màu xanh luôn này. Tuyệt vời, cánh quạt còn trắng luôn. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm, bét này. Yamaha US 39D máy chê các bác, con này xuất sắc luôn các bác nha.
nhanh tay gọi điện sở hữu một con xe xuất sắc như này luôn này. Nó cập bến tới cửa hàng em. Đó. Gia đình nào mà mình làm nhiều á, cần về đi đi cày đi sới, cày sới đồ cuộn rơm các thứ, làm các thứ tuyệt vời các bác, rất là bền luôn, rất là sướng luôn, cày thì nhanh thì nhẹ nó mấy lời dầu. Tàu trước các bác này, đẹp chưa? Xuất sắc nha, không có chỗ nào che con này luôn. Rồi dân mau hết 39D, mang bản hiệu đấu giá 1147, mới cập bến đẹp xuất sắc. Các bác nào cần sở hữu thì nhắc máy liên hệ nha, số điện thoại mà ghi vào màn hình video rồi. Xe rất là đẹp luôn, ghế thì nguyên bản nguyên zin đó, nguyên zin nguyên bản gì luôn các bác, là đẹp từ đường nét, từ ốc vít, từ chi tiết luôn nha. Đây rất an toàn, ben cơ, số cơ, trợ lực lái full luôn, full cơ luôn nha các bác, chạy nhanh, máy nổ bắt luôn, rất là êm luôn, tốc độ của nó chạy nhanh nha, 782 giờ. Số chạy nó đây 123 và số lùi đẹp như thế này luôn các bác. Rồi kính chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Yamaha US 39D đẹp xuất sắc.